10 dấu hiệu cảnh báo axit uric tăng cao dễ bị bỏ sót. Axit uric là một chất thải trong cơ thể. Đôi khi axit uric có thể tích tụ trong các khớp và mô gây ra một loạt vấn đề về sức khỏe. Hầu hết các triệu chứng axit uric cao xuất hiện là dấu hiệu của bệnh như là bệnh gút hoặc là sỏi thận. Chúng có thể xuất hiện do sự tích tụ axit uric trong máu hoặc sự giảm đào thải axit uric qua thận. 10 dấu hiệu cảnh báo mức axit uric trong máu cao. Đầu tiên là đau khớp và sưng tấy. Đau và sưng khớp là các triệu chứng phổ biến của căn bệnh gút. Có thể xuất hiện khi axit uric dư thừa trong máu lắng đọng ở khớp dưới dạng tinh thể. Những tinh thể này có thể khiến khớp bị viêm và gây ra các triệu chứng đau và sưng tấy ở ngón chân hoặc các ngón tay. Cơn đau thường rất dữ dội và có thể hạn chế khả năng vận động và các hoạt động hàng ngày. Thứ hai, đó chính là xuất hiện các cục cứng nhỏ trên khớp. Một triệu chứng khác của axit uric cao là sự hình thành những cục cứng nhỏ trên khớp. Những cục này được gọi là các hạt tophi, phát triển khi tinh thể axit uric lắng đọng trong các mô mềm. Các cục nhỏ này có thể cứng và đau khi chạm vào. Thứ ba là khó cử động ở khớp bị ảnh hưởng. Mức axit uric cao cũng có thể gây khó khăn trong việc cử động, di chuyển khớp bị ảnh hưởng. Điều này có thể do đau cứng khớp hoặc sưng. Bạn có thể thấy việc thực hiện những công việc đơn giản như đi lại, cúi người hoặc nắm vật thể cũng trở nên khó khăn. Kế đến là da mẩn đỏ. Da mẩn đỏ là một triệu chứng dễ nhận biết khi mức axit uric cao. Khu vực bị ảnh hưởng có thể trở nên đỏ, ấm khi chạm vào và nhạy cảm hơn. Da mẩn đỏ thường gặp trong bệnh gút. Tình trạng này xảy ra là bởi vì viêm do tích tụ của tinh thể axit uric trong khớp. Tiếp đến là đau lưng dữ dội. Đau dữ dội ở lưng dưới có thể xuất hiện khi tinh thể axit uric trong máu tụ tại thận, gây cơn đau ở thận và ảnh hưởng đến lưng dưới hoặc một bên của cơ thể. Nói chung, cơn đau này xuất hiện khi các tinh thể rất lớn và bị mắc kẹt trong thận hoặc khi chúng rời khỏi thận và bắt đầu đi xuống niệu quản hoặc là bàng quang. Cơn đau này thường được mô tả là tương tự như cơn đau khi chuyển dạ và cũng có thể gây khó khăn cho việc di chuyển cơ thể. Tiếp đến là đau thận dữ dội. Cơn đau quặn thận có thể xảy ra một cách dữ dội đến rồi đi, kéo dài khoảng 20 đến 60 phút. Tình trạng này thường xuất hiện khi viên sỏi hình thành do axit uric dư thừa bị mắc kẹt hoặc chặn một phần nào đó của đường tiết niệu, chẳng hạn như thận, niệu quản hoặc là bàng quang. Tiếp đến là buồn nôn và nôn. Sỏi thận hình thành do dư thừa axit uric có thể gây buồn nôn và nôn. Đây là một triệu chứng rất phổ biến. Điều này xảy ra do sự kích thích của dây thần kinh nội tạng, một dây thần kinh được chia sẻ bởi màng lót của thận và dạ dày. Kế đến là đau hoặc rát khi đi tiểu. Đau hoặc rát khi đi tiểu có thể là dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu. Nguyên nhân có thể là do sự di chuyển của sỏi axit uric trong niệu đạo để đào thải qua nước tiểu hoặc là do chặn đường đi của nước tiểu. Ngoài ra, bạn có thể gặp thêm các triệu chứng như đi tiểu thường xuyên, nước tiểu đục hoặc là có mùi hôi. Tiếp đến là xuất hiện máu trong nước tiểu. Khi sỏi axit uric trong thận di chuyển, chúng có thể gây tổn thương cho các tế bào lót đường tiết niệu, dẫn đến xuất hiện một lượng nhỏ máu trong nước tiểu. Tuy nhiên, triệu chứng này nhìn chung liên quan nhiều hơn đến sỏi đi qua niệu đạo, được đào thải qua nước tiểu hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu. Và cuối cùng là bị sốt hoặc là ớn lạnh. Sốt hoặc ớn lạnh cũng có thể xuất hiện như một dấu hiệu của nhiễm trùng thận do sự hiện diện của sỏi axit uric trong thận hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu.